Vì nọng sương điếp, Việt Nam đang khí tảng làn xảy căn lai tình bình vân cạ, bình COVID lớp cấu, bình sốt xuất huyết, bình mư kha lờ, bát lờ và bình tính bác bốc, cầm keo xảo là bình đậu mùa khí. Sau hí bình phát óc Quảng Lai, tòi sáu việc nấy, ngành y tế Lạng Sơn đã tấn lèng giám sát mưa ký biến thể phụ BA lý, BA hà và ký bình PET diễn mình mở đai, bao ngòi trướng đầy sức lèng hữu cần dân. Trang tuyên chất xuống tỉnh Lạng Sơn mỉ phấn ký bình PET đèo han phát ngay, vận cả bình sốt xuất huyết, mỉ cần nâng vận bình, bình mử kha lờ bác lờ, mỉ thêm tiếp chất cần, hà thiếp cần ngài bây mốc. Xây này bình COVID tiếp cầu mà cả, đăng thí đẩy tàng nàn tây, tạo vận đăng thí mỉ lai biến tối mỉ tuốn cóm đẩy thuận, bình tính mắc bốc, sau hí PET óc cần dân. Tại sóng việc này, tỉnh Lạng Sơn đã tính thành hỏi thật thiệu ký bình PET, nhất ha ký bình hám phát óc. Tỉnh Sương Thị thông rõ mở bình và tạt óc ký bản pháp tảng làn sau ký bình. Tứ này chắc thể khoái, the quanh búng đắp triệt bình lập thì. Trạm y tế đầy băn hết lai việc, khám cho bình hữu cần dân, tàng lan kích hình bình, hết theo bộ tiêu chí quốc gia y tế xã. Việc tàng lan bình hữu cần dân này đang khí mì lai thình bình bét ngại bét khoái, trang lại mì tăng bình sốt xuất huyết, bong lầu chắp sạp mọi mòn khe tàng lan bình sốt xuất huyết. Ban hữu ủy ban nhân dân xã thắng cả thân cần dân, thắng cả quá loa phát thanh của xã, thắng cả quá cái ban họp bán, vừa cần dân thân chạm khám tròi bình, bong lầu say thắng cả. Ban tăng bơ tuyên truyền thêm. Ngành y tế Lạng Sơn đang thí tạt óp mục tiêu thuần thảy cần dân, mỉ đo sức thành, đẩy tiêm nhà tảng làn bình COVID tiếp cầu, theo quy định của Bộ Y tế. Ký bình mớ ngám phát óp, khoái táng chắc đẩy và tảng làn lập trì, mỉ the bình PET óp quảng trang cần dân, giảm phấn cần ngài bình và phấn cần ngài thai do bình hất óp. Tỉnh cầu tiếp hạ phấn bác cần dân rú xạ phường đại tiêm ký thỉnh nhà tảng làn bình trang chương trình tiêm chủng khai quảng bao đây việc đắp triệt bình phó trướng bình uốn ván rú đếch en ngắm trinh thuần thầy cần hết việc tảng làn bình pét đẩy thon mở việc tảng làn bình chống chọi và đắp triệt bình. Bong lô đang thiết lồng phim thân kích hình bình mớ ngám phát tình tỷ già, vân cà bình tính mắc bốc, cam keo ráo la đậu mùa khí nấy. Sáng nay la bình sốt xuất huyết, bình lờ mư kha lờ bác, kích hình bình đang phát đai. Bong lô băn cần bay ngòi khóp tứ xạ, ký bệnh viện, ký phòng khám và cần dân cả hứ chắc, bao chắc đầy khoái, khe tàng lan lập thì mí khe bình pét óc quảng. Bong lầu sương thì khai kết ban son hử cán bộ rũ huyện xạ bao lập thì chắc đại khí cần bần bình nghe cháu tròi và đắp triệt bình. Xảy việc tính thành tàng làn, việc truyền thông thon tại sức thành tỉnh ký phương tiện thông tin đại chúng mở ký bản pháp tàng làn bình pét vận cả bình cúm bình tính han bình cỏ ai rubella tính mắc bốc xuất xuất huyết mử khai lờ bác lờ đăng thí đại ký tỷ phương lồng tim thắng cả hử cần dân chắc tổng thì thắng cả cần dân vây tiêm nhà tảng làn bình COVID tiếp cầu bao đây sức thành tảng làn đầy ký bình mớ ngám phát óc tứ này cỏ phấn xảy tàng tình hết đây việc tảng làn bình ngồi tivi ngồi báo lâu chắc này đang thí mì cái thình bình bét ngài bét khoái bữa hăn trang cần tám giường mọi cần bần bay y tế xe đẩy cái thấy ra ngồi hử hay cả bần bình la tròi hử bần cả lâu nấy hăn cần tám giường mỹ đẩy sang la chích khi khẩu viện xe đẩy thấy ra tròi bình hử sau khi phản pháp đang thí hết đây tỉnh Lạng Sơn đã lồng thêm tảng làn đây ký bình pét quán này lập thì tảng làn mỹ the ký bình phát óp cọp phấn hỏi chứng sức thành cần dân cọp phấn đúc tính việc hết kinh.